Thưa quý vị, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc xác định nguồn gốc, các phía giáp ranh và hiện trạng sử dụng không có tranh chấp là những nội dung cơ bản phải được cơ quan thẩm quyền xác minh làm rõ trong quy trình thủ tục. Thế nhưng, một câu chuyện hy hữu lại đang xảy ra tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn trong quy trình thủ tục này. Vâng, và câu chuyện hy hữu này thì được ghi nhận sau khi mà phóng viên Alo NTV kết nối tìm hiểu từ phản ánh của người dân về việc tranh chấp đất đai. Cho rằng hộ liền kề lắp mất con mương thoát nước từ trên núi xuống, làm thay đổi dòng chảy khiến khu vườn nhà mình bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Viết Tập đã làm đơn gửi xã và huyện yêu cầu phải khơi thông con mương này. Mà tôi yêu cầu là chỉ cần là múc đất lên khỏi mương, trả lại mương như cũ để cho nước chảy thôi. Mà tôi gửi đơn cho huyện cùng rửa, mà trong xã cũng rửa, tôi chỉ yêu cầu thôi. Ở bên cạnh, hộ liền kề là bà Trần Thị Thủy lại cho rằng gia đình ông Nguyễn Viết Tập lấn chiếm đất làm thay đổi hiện trạng. Con mương mà gia đình đã lấp nằm trên đất nhà mình. Và từ đất nhà bà Thủy phải qua một con đường của xã, sau đó mới đến con mương tiếp giáp với đất của nhà ông Tập. Có nghĩa là cái mương hồi xưa là phạm... Bạn bên đó, dư vần đó chị, bên đây, bên đó. Vẫn bạn theo đơn chị mà, mướn vẫn bạn theo đơn chị. Chứ không phải bà, chị sao bên đây, cả anh này mà đâu mà chạy ngược được. Nước không bao giờ chạy ngược. Sự việc kéo dài, chính quyền xã Nam Nghĩa đã nhiều lần hòa giải nhưng không đem lại kết quả. Và thực tế cũng khó hòa giải khi mà trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả hai gia đình được cấp năm 2011 thì phần giáp ranh đang có vấn đề. Cụ thể trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tập thể hiện phần phía đông giáp con mương. Còn ở giáp ranh bên cạnh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thủy thể hiện phía tây giáp con đường. Phần xác định đường hay mương thì chúng tôi đang tiến hành thu thập là để làm việc xác minh rõ hơn. Hai thửa đất liên kề nhưng mà lại có phần giáp ranh rất là đặc biệt. Một thửa thì thể hiện giáp ranh là đường, còn một thửa thì thể hiện giáp ranh là mương nước. Và cả hai thì đều có cái đơn thư. Xã Nam Nghĩa thì chưa biết xử lý thế nào về cái vấn đề này. Còn huyện Nam Đàn thì có lẽ phải xem lại cái vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như hiện nay, thì cả hai gia đình đều có căn cứ để đôi co, làm phức tạp về tình hình trên địa bàn. Trong khi đó, chính quyền sở tại là đơn vị trung gian xử lý, lại đang thiếu căn cứ để giải quyết. Qua tìm hiểu của phóng viên Alo NTV kết nối về nguồn gốc diện tích trên bản đồ 299 của các thửa đất, cũng như các văn bản liên quan đến việc có hay không một con đường giữa hai hộ dân, thì thấy rằng quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Nam Đàn đang có vấn đề. Và nội dung này chúng tôi sẽ trở lại trong một chuyên mục, trong chuyên mục Alo NTV kết nối sắp tới. Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.